Click chọn Main Tool. Giữ phím Shift để kẻ đường thẳng nghiêng 45 độ. Tiếp tục giữ phím Shift để kẻ đường thẳng đứng và đường thẳng ngang. Bỏ phím Shift để vẽ đường cong. Có thể chỉnh lại tọa độ của điểm bằng cách giữ phím Spacebar. Nhấn Alt+A để vẽ tiếp tuyến. Kết thúc đường vẽ. Click vẽ đường mới. Giữ nút trái chuột để tạo tiếp tuyến. Nhấn kéo. Giữ phím Alt+A để tạo góc. Giữ phím Ctrl hay Command Comac để có thể chỉnh riêng một nhánh của tiếp tuyến. Đóng đường vẽ.